Vâng, xin chào tất cả mọi người, mình là An, mình làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Azizai. Hôm nay mình đến đây để hỏi ý kiến và đặt ra số câu hỏi về một số khách hàng của mình vừa mới hoàn thành. Chúng mình đi nào. Chào chị. Chào chị. Dạ, em là bên một phần chính khách hàng của Azizai. Hôm nay đây để hỏi một số hỏi sản phẩm này. Rồi, mời em ngồi. Chị tên là gì ạ? Chị tên là Phương. Chị giới thiệu của các homestay cho mọi người được biết không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Homestay của mình là Cactus Garden Homestay. Thì nằm ở 120 Hùng Bí Sơn, địa chỉ ở Phạm Văn Đông, tầm 50m. Dạ, em hôm nay đến đây là để hỏi chị một số câu hỏi về cái sản phẩm bên em đó, vừa mới thực hiện hoàn thành xong. Và cho hỏi là cái trong quá trình của bọn em lên ý tưởng hay là đắt kết đó, thì cái sản phẩm đó là chị cảm thấy như thế nào, có vừa hợp không người chị đưa ra? Như mọi người thấy thì gì concept mà chị hưởng tới ban đầu ấy là sinh rong này, lạc đà và sinh hạt, thì bên các bạn đã đưa ra những cái market cho phù hợp với ban đầu của chị. Chị cho hỏi một câu hỏi đó là trong cái quá trình làm việc của nhân viên em á, là chị cảm thấy hài lòng hay chưa, có nhiệt tình với công việc hay không? Các bạn điện khảo sát và chị công rất là nhanh chóng, rất bận rất lâu, chị thấy quyết định thì nhiệt tình, rất vui vẻ. Chị cảm thấy cái giá thành mà bên nhà hàng dài của em đưa ra có phù hợp với thị trường hiện nay hay không? Thực ra chị cũng biết cái giá thị trường như thế nào, nhưng mà chị và nghe vào tư vấn cái giá thì chị thấy hơi ngược xỉ, nhưng mà sau khi nhiều giá thị trường cũng như là cái sản phẩm và cái hoàn thành thì chị cảm thấy giá rất là phù hợp. Về quán này thì em giới thiệu luôn là bên em là có cái bảo hành của chị là 1 năm. Nếu mà trong quá trình 1 năm đó là những sản phẩm là có vấn đề gì, bong tróc hay là bạc màu thì là bên em sẽ cho nhân viên tiếp tới để sửa chữa trong vòng 1 năm. Cảm ơn nhé. Em hôm nay là cảm ơn chị rất là nhiều vì cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.